Trong khuôn khổ dự án giếng sạch Trao Buôn của tổ chức từ thiện ASIP, chúng tôi khảo sát cách lấy nước, nguồn nước của bà con địa phương để đánh giá sự cần thiết của dự án, nhằm đem lại hiệu quả nhiều nhất đối với từng giếng nước tài trợ cho bà con. Tại làng Bôn Sô Mơ Long, xã Gia En, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, bà con có một cách lấy nước khác với cách truyền thống của các nơi khác có giọt nước chảy tự nhiên. Địa hình ở đây không có giọt nước chảy tự nhiên mà lấy nước từ dòng sông Ayun cách làng khoảng 3 km. Khi muốn lấy nước về uống, bà con phải đi bộ ra bờ sông cách làng 3 km. Đào một hố nhỏ bên bờ sông cho nước lọc qua lớp cát và múc nước ở hố nhỏ này rót vào chai lọ thông qua một tuổi vải để lọc một lần nữa. Việc lấy nước theo cách này rất tốn thời gian, công sức mà không đảm bảo vệ sinh. Trong làng không có hộ nào đủ khả năng tài chính để tự đào giếng để dùng nên rất cần có một cái giếng khoan của tổ chức ASIP cho bà con dùng thay thế việc đi lấy nước từ bờ sông tốn nhiều công sức mà không đảm bảo vệ sinh.